Thưa quý vị, vừa qua gần 700 công trình khoa học đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam Busco là đơn vị đoạt nhiều giải nhất tại cuộc thi sáng tạo sáng chế quốc tế lần thứ bảy ICAN 2022 với 4 giải đặc biệt, 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. ICANN là sự kiện hàng đầu được thế giới công nhận của Canada dành cho các nhà phát minh sáng chế nhằm xây dựng một nền tảng đặc biệt để hợp nhất các sáng kiến đổi mới và sáng tạo của các nhà phát minh Canada với phần còn lại của thế giới bằng cách cung cấp cho mọi người cơ hội vàng để mở rộng mạng lưới quốc tế hoạt động kinh doanh quảng bá phá các phát minh sản phẩm mới và nghiên cứu đồng thời đạt được thành công là giành giải thưởng ICANN trong lần đầu tiên, các công trình, sản phẩm của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam Busetco được Quỹ hỗ trợ sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam vifotech thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vifotech gửi đi tham dự cuộc thi Sáng tạo sáng chế quốc tế lần thứ 7 ICANN 2022 tại Canada. Kết quả giải đặc biệt và giải vàng được trao cho các công trình sản phẩm kè bảo vệ bờ sông và bờ biển khu vực cửa sông Rây thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, hệ thống hố ga thu nước mưa, ngăn mùi kiểu mới và hố ga ngăn mùi hợp khối, kênh mương bê tông cốt thép và bê tông cốt sợi đúc sẵn thành mỏng, kè bảo vệ bờ hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội, huy chương bạc thuộc về các công trình, cụm tời máy nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước đô thị, nhà bê tông cốt phi kim lắp ghép siêu nhẹ Busaco. Ican được tổ chức nhằm mục đích xây dựng một nền tảng đặc biệt để hợp nhất các sáng kiến đổi mới sáng tạo của các nhà phát minh trên thế giới, tạo cơ hội để mở rộng mạng lưới quốc tế, hoạt động kinh doanh, quảng bá các phát minh, sản phẩm mới. Quỹ Vifotech cho biết các công trình của Việt Nam được ban giám khảo Ican 2022 đánh giá cao về tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa.